tan ca. Đi vòng nhanh. Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em tôi đang có mặt tại vườn cây của anh Phúc, Nguyễn Xuân Phúc. Đấy, một trong những nhà vườn mà có rất nhiều những tác phẩm mà hoàn thiện, cũng như những tác phẩm mà đưa đi giao lưu gần xa rồi. Hôm nay thì anh em tôi có dịp chia sẻ tới tất cả anh em gần xa những cái thước phim rất là quý giá tại vườn cây của anh Phúc đây. Anh Phúc thì sở hữu số lượng cây khá là nhiều, vườn trước và vườn sau. Đây, đằng sau khuôn viên vườn anh là rất nhiều những cái phôi quý mà được anh ấp ủ cũng như là lưu trữ trong vườn đây. Đây. Phôi đầu tiên là một trong những phôi ba vai mà anh Phúc sở hữu đây thì giá trị của nó chắc chắn là cũng khá là cao trong cái thời buổi bây giờ rồi. Anh em tôi đi săn cây cũng rất là kỹ nhưng mà thực ra là có những cái phôi như này thì bây giờ phải chi ra số tiền cũng tương đối. Đấy, những cái cốt nam điền xịn sò nó tốt vậy thôi nhưng mà cắt ra thì anh em biết là rất là đẹp, già sụn cây đây anh em xem già lắm rồi. Đấy, số điện thoại thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em sau nhé, nếu bác nào thiện chí cũng như muốn sở hữu cho một vài tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm trong vườn cây của anh Phúc đây thì có thể liên hệ trực tiếp với trung mô sai cũng như nhà vườn anh Phúc đây để có thể là có cái chương trình giao lưu với anh em nhé. Những tác phẩm rất là đẹp này, chân bệ này, ấy cái trực này cũng là một trong những cái cốt mà anh Phúc giao lưu tại triển lãm Ninh Bình. Những cái cốt như này nếu mà bác nào mà có thể đầu tư sớm thì thực ra là giá trị của nó sau này rất là cao. Đẹp quá. Đây này anh em này. Hàng quý, hàng đẹp bên. Nói chung là các sếp thì đang uống nước ở bên trong kia. Chung môn sai cũng cố gắng vạch ra một chút để cho anh em cảm nhận thôi. Đấy, có cuộc điện thoại. Alo. Alo. Đi đám vậy? Rồi. Tại vì anh em ngồi hết đây rồi, chuẩn bị đi rồi nha. Cái gì? Thì tí nữa thì anh em xong thì anh em xuống đấy thì nhìn này. Sáng rồi phải đi Ninh Bình mà. Cốt xì, cốt này không biết bao nhiêu tiền. Đối với chủ vườn sai thì thích tham khảo giá, nhưng chủ vườn thì đang ở bên trong nhé. Các bác alo cho nó tiện. Đẹp quá cốt này. Khá là nhiều phôi. Cắt ra thì anh em cảm nhận thôi, chứ bây giờ để tốt vậy thì chắc chắn là cũng chưa thể nói hết được. Cái chậu của em đỉnh bùi đây làm rất là ok, đẹp quá. Cột này có tiền không nên anh em đang chiêm ngưỡng này. Đấy là hơn cả con. Mình dưỡng tốt là được. Em ơi, nó giống như kiểu là mới hai tầng. Mấy tầng đóng rồi. Vậy mà. Nghe nói là em Hòa em đang xây nhà, hiện tại kỳ tới này Trung Môn Sai cũng chia sẻ một vài tác phẩm để em có thêm viên gạch, viên bi để thêm vào. Lại có động lực rồi. Đấy, động lực chơi cây phải như thế chứ. Có khả năng là phải thêm vòng nữa đúng không?
trông nóng trông tiếc là đang mùa hè rồi nên em Hòa cũng đang nhu cầu chia sẻ một số tác phẩm trong vườn tới anh em gần xa, thì chúng tôi sẽ chia sẻ video sau nhé. Hôm nay thì đến đây là anh em cũng đang có cái dự định đi đám nên là rất là đông. Đây. Đây. Nói chung cây cối thì cứ khi cắt ra thì anh em mới cảm nhận được, còn khi mà để nó tốt vậy thì nó khó. Anh ơi, cái cây đằng sau nó nhiều tiền không anh? Cây đằng sau, anh Hòa đấy á. Đây, đấy. Đây là một tác phẩm mà dưới cũng được bạn Thành đá ký vào, một chút điểm vào một chút đá ở bên dưới đây thì cũng rất là nghệ. Bác nào quan tâm thì nhà vườn Nguyễn Xuân Phúc, số điện thoại kia thì chúng tôi sẽ chia sẻ nhé. 0989 834 454, số rất đẹp. Chủ nhân hỏi giá nhưng chủ nhân đang đánh lãi sang cái vấn đề khác. Thì để người ta, ai người ta cảm nhận, người ta thích người ta đến, người ta xem, người ta bàn chứ bây giờ. Bây giờ, quá, ra rồi, như bây giờ chỉ sợ là cảm nhận qua giá trị thôi. Cái này có cắt gì không anh Tân? Cắt gì nào? Cái ruối này nè. Có, cắt mấy cái lá nó chùi. Đấy. Ý kiến. Hậu xuống. Anh Tân với bonsai chính hiệu mà đi với nhau thì rất là hợp. Hiện tại là ngày xưa là Tân với Hiệu là ngày xưa là kém có 0,95 điểm là thành giáo viên rồi. Đấy cho là đấy hai xếp đúng khom dáng giống nhau luôn. Tôi bụng cũng mỡ đâu. Đấy. Không có bệnh gì. Nghiên cứu xem mà hai bố ngày xưa có hồi trước là bệnh dạ dày nhưng bây giờ ăn no. Tân không kéo là chưa chắc là cân hơn hơn Hiệu đâu. Vậy thì ít cân hơn Hiệu rồi. Hiệu vẫn thể thao, Hiệu vẫn là con người thể thao. Ông vậy vẫn thể thao, có khả năng hơn. Chính Hiệu tuy gầy gầy vậy thôi nhưng mà ngày vẫn đánh vài xét cầu lông bình thường. Anh ơi, cái cây này nhìn già quá nhỉ? Sắp chết rồi. Cây khô này, nhìn trong hình ảnh anh em tưởng cây khô. Khô rồi, nó bị nắng. Đúng là già khô. Nói chung bác nào kết cây nào thì cứ alo trực tiếp đúng không? Không như tùng con nó thích nó hỏi giá ngay, mua ngay. Đấy nên là có quay đây thì... Nhiều ấy, chỗ bắt đầu lên được trước rồi, thì sau thì bàn rồi. Đây, số điện thoại của anh Phúc đấy nhá. Anh Tân thì anh chuyên về cây công trình, hỏi xem cây hoa giấy này bao nhiêu tiền đầu cổng anh Tân này. Yeah. Anh em tôi cũng đang chuẩn bị đi rồi. Nên là nếu mà có chương trình gì thì anh em cứ alo trực tiếp cho chúng tôi nhé. Cũng rất mong anh em gần xa nắm bắt được cái lịch cụ thể mà có thể về vườn được trực tiếp thì có thể giao lưu cũng như là tham quan chiêm ngưỡng. Đi xe máy chứ. Tiền đẻ đây này. Mình mông. Ừ. Chia đã. Chú ơi. Dạ. Đằng sau có chia tiền thì chúng tôi chia. Vậy là giật rồi. Giật xong rồi. À, cây cối thì anh em cứ vội vàng. Đã đến 5 giờ chứ anh Phúc ơi. Đi người ta mời 5 giờ đi lên 4 giờ. 5 giờ rồi chú ơi. Rồi. Vội vàng quá. À, mình quay chưa xong một clip mà anh em vội vàng quá nên là cũng rất là chán đi quên chơi cây mà cứ sồn sồn vậy thì anh chơi chim đến đây đang là mình có giống chim. Thôi rồi, anh em ta cũng lên đường thôi. Đến đâu thì đến thôi. Video thì nó chưa trọn vẹn nhưng mà chúng tôi sẽ không chỉ được dừng ở đây. Hẹn anh em một ngày gần nhất mà ta có thể chia sẻ kỹ cũng như sâu hơn những tác phẩm trong vườn cây của anh Phúc đây. Mục đích là gửi tới những người đam mê gần xa. Những cái lúc rảnh rỗi đam mê thì ta luôn luôn tìm đến. Tuyển tóc dài cũng đã có mặt rồi. Hôm nay thì anh đi xe rất là đỏ. Đây. Thì có cầu thủ áo đỏ đúng rồi. Nghe nói là sắp tới đây tuyển rồi. Ok xong rồi đi ra đây tôi xong rồi đấy, kết cái video cái thi đầu hẹn sau thôi.
nhà mình có ảnh cũng được đấy. Đẩy ác đấy, nó già đúng không? Già nó vẫn đẩy. Tinh chụp quả vào này vậy. Chưa héo đấy nha. Ừ, chưa héo đấy. Mình phải nói là trong đời đánh cây vẫn là cây này mình đánh mình cảm thấy. À, Tuyển có những câu nói rất hay. À, mùa này mà chưa héo được là còn may rồi. Đấy. Không có thể thích đúng không? Đúng rồi, không có thể thích. Đấy, anh em mà tự chơi tự hiểu.